Quản lý khách sạn, một người đã sắp 50 tuổi. Cũng không biết là nhìn chúng gì ở tôi. Bắt đầu sau khi dạy môn chuyên ngành lớp chúng tôi thì thường tới quấy rối tôi. Gửi một số tin nhắn ngôn từ mờ ám cho tôi. Luôn dùng ánh mắt trắng trợn nhìn tôi. Đặc biệt gọi tôi đến văn phòng của ông ta một mình. Có một lần thậm chí còn động tay động chân với tôi trong phòng học. Lúc đó mẹ tôi vừa mất, trạng thái của người tôi rất tệ. Gặp phải loại chuyện này áp lực tinh thần rất lớn, rất bất lực, lại không có cách nào. Tôi biết nếu theo quy trình bình thường, tôi nên giữ chứng cứ ông ta quấy rối với tôi, rồi tìm truyền thông báo cáo ra ngoài. Chuyện này chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Học viện cũng không tới mức làm gì tôi, có đến tốt nghiệp cũng không thành vấn đề. Nhưng chuyện này tạo ra mảnh tâm lý không nhỏ cho tôi khi đó. Bên cạnh tôi không có lấy một người thân, tứ cố vô thân. Phó viện trưởng quấy rối tôi có nền móng thâm sâu ở trong học viện. Khẩu hiệu trong mắt học sinh cũng không tệ. Muốn vạch trần một người như vậy, tôi cần đối mặt với rất nhiều. Mẹ vừa qua đời vì bệnh, tôi căn bản không có dũng khí và tinh lực chống đối ông ta. Vì sao trạng thái của thật sự quá tệ? Miễn cưỡng học xong kỳ học 1, đã lựa chọn thôi học. Sau đó để trả hết số nợ lúc mẹ nằm viện, bạn bè giới thiệu cho tôi công việc kinh du thiền. Tôi đã không đi học tiếp nữa, ở lại thiệu thị. Sau này sẽ không xảy ra loại chuyện này nữa. Tiếp tục học hay không, chúng ta từ từ nghĩ. Ban đầu tôi có phải bồng bột quá không? Vì loại chuyện này mà bỏ dở việc học. Lúc đó không có ai có thể bàn bạc. Tôi không biết bản thân làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không. Hỏi thân sự việc, có phải không đến mức độ thôi học không? Hối hận là không có ý nghĩa nhất. Mặc kệ lúc đó có phải nhất thời xung động không, cậu không sa sút tinh thần về điều này. Rất nhanh đã tìm được việc cũng làm rất tốt. Người 21 tuổi khác chưa chắc có kinh nghiệm như cậu. Những điều này mới là thứ cậu có được trong chuyện kia. Cậu còn trẻ, tức là cho dù xung đột cũng là một phần trưởng thành tất yếu. Sau này đừng nghĩ đến nữa, cũng không cần tự trách. Mỗi chữ mỗi câu Thiệu Thừa Quân nói đều khiến cảm xúc mình bình tĩnh. Chuyện lúc trước không muốn nhớ lại cũng không khó đối mặt như vậy nữa, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Đây có lẽ chính là cảm giác an toàn anh ấy mang lại cho mình. Mình hình như đang có chút từng chút đắm chìm xuống. Thì ra thích một người là tâm trạng như vậy. Thiếu tổng,
Muộn vậy rồi, có thể ở khách sạn gần đây. Chiếc xe đi, đi về gần 3 tiếng. Thời gian nghỉ ngơi của ngài giống nó rất ngắn, không bằng ở chỗ gần đấy vậy. Đúng vậy, một mình Tân Dung ở bên đó 2 ngày, không vấn đề gì. Anh buôn ba đi đi về về, ngài cũng nghỉ ngơi không tốt. Không sao, lái về đi. Về xem Tân Dung, ôm cậu ấy ngủ một giấc. Đối với mình mới là giải tỏa áp lực thật sự. Đánh thức cậu rồi. Không. Sao dễ tỉnh như vậy? Đã cố gắng không phát ra tiếng động lắm rồi. Có thể ban ngày ngủ nhiều rồi. Hơi nhớ anh ấy. Tâm tư đều viết trên mặt rồi. Tôi đi xả nước giúp anh. Không cần, tôi tắm qua là được. Muốn đến công viên giải trí. Công viên giải trí này không ở đất nước này. Tôi biết, không trực tiếp từ chối, vậy chính là muốn đi. Nếu cậu muốn đi, tôi sẽ bảo trợ lý đổi vé máy bay lịch về. Đến lúc đó chúng ta bay qua chơi một ngày trước rồi về nước sau. Sẽ rất phiền phức chứ. Không phiền phức. Còn 2 3 bữa nữa, việc bên tôi sẽ xử lý xong rồi. Cậu ngoan ngoãn chờ tôi mấy ngày, đến lúc đó dẫn cậu đi chơi. Cảm ơn. Đừng cảm ơn, tới cảm ơn lui. Không được khách sáo với tôi như vậy. Được. Gần đây hình như cậu ấy trở nên chủ động thân mật với mình rồi. Hôm nay về rất sớm. Thu dọn đồ đi, ngày mai chúng ta xuất phát. Ngẩn ra đó làm cái gì? Bảo cậu thu dọn đồ, máy bay sáng sớm ngày mai. Dẫn cậu đến công viên giải trí. Được, được. Không phải là đến công viên giải trí thôi à, sao dai thành như vậy? Có thể nắm tay không? Có gì hay mà chụp ngồi yên.
Đói không? Có muốn nghỉ ngơi lát không? Còn chưa chơi thuyền hải tặc và tàu lượn trên siêu tốc. Ăn cơm trước, ăn xong rồi chơi. Không đói. Tôi đói rồi. Làm ơn làm phước đi bảo bối để tôi ăn chút đồ nên hồn trước được không? Được rồi, lát nữa ăn xong rồi chúng ta đi. Còn có khu vườn phía trước kìa, buổi tối sẽ bắn pháo hoa. Xem pháo hoa xong thì chúng ta hôm nay đúng là một ngày hoàn mỹ. Thừa quân, trùng hợp vậy. Rất trùng hợp. Gì? Sao gần đây em ở Pháp à? Giọng điệu nói chuyện của Thiệu Thừa Quân hình như không giống bình thường lắm. Vừa nãy lúc Thiệu Thừa Quân gọi tên cô ấy rất dịu dàng. Cô ấy không phải là bạn gái của Thiệu Thừa Quân. Ồ, nửa tháng gần đây em đều ở bên này. Mời em uống một cốc. Được thôi, tôi và bạn qua bên kia nói chuyện lát. Cậu không cần đợi tôi, tự ăn trước đi. Lăng Vi Kỳ, bạn gái duy nhất mình từng hẹn hò nghiêm túc. Bọn mình đã hẹn hò 2 năm ở đại học. Bối cảnh gia thế tương đương, học thức tương đương, sở thích tương đương, có rất nhiều chủ đồ chung. Còn từng cùng được chọn làm kinh và quên trong vũ hội của học viện, là một cặp xuất chúng nhất được công nhận trong số học viên mấy kỳ đó. Cô ấy là bạn gái duy nhất của mình đối xử thật lòng cho đến bây giờ. Cô ấy đối với mình là không giống với người khác. Đáng tiếc trước khi tốt nghiệp bọn mình đã chọn chia tay hòa bình. Vừa rồi Thiệu Thừa Quân thậm chí còn không giới thiệu mình đối với đối phương. Chắc là cảm thấy mình chẳng ra gì chăng. Không phải nói đừng đợi à, sao cậu không ăn đồ? Tôi sao tôi chưa đói. Sao còn không định giới thiệu bọn em quen biết à? Tân Dung, La Vi Kỳ, đàn em thời đại học của tôi. Ba mẹ chúng tôi đều là bạn. Chào cô. Chúc mừng các cậu.
Con người thời quân có lúc rất không thẳng thắn, có chút chủ nghĩa đàn ông. Nhưng người thích anh ấy lại rất nhiều, dị tính, đồng tính đều có. Sống chung với anh ấy có thể khá vất vả, cậu phải thông cảm nhiều hơn. Vài bạn nhỏ loại chuyện này, có thể để cho tôi tự làm không? Bạn nhỏ, chúng tôi là quan hệ hợp đồng. Còn tưởng quan hệ của hai bọn họ chỉ là cần tiền làm việc. Nhưng vừa rồi, hơn nữa thừa quân còn gọi cậu ấy là bạn nhỏ. Lúc trước chưa từng nghe anh ấy gọi người khác thân mật như vậy. Hai người này thú vị đấy. Cứ cảm ơn thấy bọn họ. Nếu đến cuối cùng không thông cảm được, vậy thì đừng thông cảm. Nhân lúc còn sớm rút lui đi, dừng kịp lúc, đừng đặt cả người vào trong. Đừng đặt cả người vào trong. Lúc trong mắt cậu ta đang mê luyến Thiệu Thừa Quân, ở trạng thái vừa mới bắt đầu thích một người, tinh thần vô cùng đầy đủ. Mà Thiệu Thừa Quân đều hiểu cả, hơn nữa còn vui vẻ nhìn điều này. Cứ tiếp tục như vậy, Tân Dung chắc chắn sẽ bị thương. Bị thương tới mức độ nào thì phải xem lương tâm của Thiệu Thừa Quân còn lại bao nhiêu. Có chịu đáp lại chân tình của cậu ấy chút nào không? Nhìn Tân Dung bây giờ lại khiến mình nhớ tới bản thân lúc trước. Vậy không quấy rầy các anh ăn cơm nữa. Anh trở về nhớ chào bác trai, bác gái thay em. Dựa vào câu nói vừa rồi của em, trở về tôi chắc chắn sẽ không nhớ lời tốt đẹp. Nếu đến cuối cùng không thông cảm được vậy thì đừng thông cảm. Nhưng lúc còn sớm rút lui đi, dừng là kịp lúc, đừng đặt cả người vào trong. Thanh toán cả bàn số 32 luôn. Dân, tiên sinh, đây là hóa đơn bàn số 32. Thành thục, ổn trọng, ân cần đúng lúc. Người thích anh ấy rất nhiều, là sẽ không lộ ra động lòng cho bất cứ ai, quả thật là có mị lực. Lúc trước không phải nó muốn chụp ảnh với nó à? Ồ, được. Đi thôi, chúng ta về đi. Sáng mai bay về nước, về khách sạn nghỉ ngơi sớm. Xem không bắn pháo hoa, đóng cửa xem. Giờ nãy không phải cậu còn nói muốn xem. Không xem nữa, lái xe về khách sạn còn phải mất ít nhất nửa tiếng. Chúng ta ra ngoài sớm, đỡ cho phải xếp hàng, rồi đi với du khách khác. Không cần. Nếu đã thích thì mua một cái về làm kỷ niệm. Ngủ lát đi, đến khách sạn là tôi gọi cậu. Không sao, tôi không buồn ngủ. Cô gái chúng ta gặp hôm nay, cô ấy
từng hẹn hò với anh sao? Cô ấy là bạn gái hồi đại học của tôi. Trông cô ấy rất xứng đôi với anh. Hai người. Tại sao lại chia tay? Câu hỏi như vậy không lịch sự lắm anh. Anh có thể không nói. Không có gì không thể nói. Bây giờ cô ấy đã đính hôn rồi. Ban đầu chúng tôi cũng là chia tay hòa bình. Lavi là Kỳ, là người có quan điểm gia đình rất nặng, vẫn luôn muốn sớm tìm được đối tượng thích hợp để ổn định. Các mặt chúng tôi đều rất ăn ý, cũng không tồn tại trở ngại và mâu thuẫn không thể hòa giải. Nhưng tôi không muốn kết hôn sớm như vậy, cũng không thể cho cô ấy hứa hẹn. Hôn nhân là sự chia rẽ lớn nhất của tôi. Tôi cũng không thể nhượng bộ. Đến cuối cùng, chúng tôi đều cảm thấy không cần thiết tiếp tục nữa. Nên đã kết thúc tình yêu ngay trước khi tôi tốt nghiệp. Bởi vì không muốn kết hôn nên không tiếc đi tới mức chia tay với người yêu ưu tú như vậy. Giờ sao giờ lại đồng ý với mình? Đúng rồi. Anh nói căn bản không có quan hệ của bọn mình là một quan hệ bình thường. Đối với Thiệu Thừa Quân, đây chính là một bản thỏa thuận thôi. Là quan hệ bên A bên B kỳ hạn 1 năm. Cũng là kẻ tạm thời để trưởng bối hài lòng. Nếu đến cuối cùng không thông cảm được, vậy thì đừng thông cảm. Nhưng còn sớm rút lui được thì dừng lại kịp lúc, đừng đặt cả người vào trong. Cô ấy là đang nhắc nhở mình. Cô ấy đã nhìn ra rồi nhỉ? Rất đáng tiếc. Năm đó nếu tôi thành cặp với cô ấy rồi thì bây giờ còn có chuyện gì của cậu? Năm đó thành công, bây giờ còn có việc của cậu sao? Những lời La Vi Kỳ nói lúc này vẫn khiến cậu ấy động lòng rồi. Bên ngoài thì trầm ổn nhưng trong lòng lại là sự gây sự. Nếu như còn gì mấy lời nói mơ hồ của người khác mà suy nghĩ lung tung thì tình cảm anh vun đắp sẽ dần dần xa cách. Tôi có hơi khát, cậu giúp tôi rót ly rượu cho thêm nè. Bảo bối, đêm nay mình không ngừng đi thăm dò chuyện riêng lúc trước của Thiệu Thừa Quân. Còn không khống chế được suy nghĩ lung tung trong đầu, bắt đầu cự tuyệt anh ấy, khiến anh ấy tức giận rồi.
Mọi thứ anh ấy làm lúc nãy chẳng khác gì đang trừng phạt mình. Tự hỏi rằng trong lòng bản thân muốn gì? Đừng có làm trò với tôi. Bảo bối, cậu hiểu ý của tôi không? Hiểu. Không hiểu. Rất muốn nghe anh ấy nói thích một lần. Không cần yêu, thích là được. Máy bay đang ở đường trực băng. Vì để bảo vệ an toàn của ngài và những người khác, xin đừng đứng dậy hoặc mở vali. Đợi máy bay hoàn toàn ổn định rồi hãy cởi dây an toàn. Cảm ơn quá đã lựa chọn công ty hàng không Dư Sinh. Hẹn gặp lại vào chuyến bay du lịch lần sau. Nhớ xem tin nhắn của cậu nha. Trường Văn, bạn đại học, cậu nhìn thấy tin nhắn chưa? Hai người bọn họ sao lại gửi tin nhắn cho mình? Sau khi mình nghỉ học thì rất ít liên lạc với bạn học cũ rồi. Nạn nhân khai báo rằng phó hiệu trưởng đã lợi dụng chức vụ của mình để quấy rối tình dục trong khoảng một thời gian dài. Cách chức điều tra. Quấy rối tình dục. Sao là trùng hợp vậy? Xử lý xong rồi. Tôi vừa hạ cánh. Được gửi tin tức cho tôi xem. Là thiếu thừa quân sắp xếp. Biết rồi. Đưa cậu về nhà trước. Nghỉ ngơi mấy ngày để quen với việc lệch múi giờ. Lên xe đi. Thiệu thừa quân. Tôi không muốn ở nhà chờ đợi nữa. Để tôi tìm một công việc có được không? Tôi có thể vừa làm vừa học. Vừa làm vừa học. Khế ước một năm này là không thể thay đổi. Mình không đi được, cũng tạm thời không muốn rời đi. So với cứ đè nén trái tim của bản thân, làm đồ chơi nghe lời ngoan ngoãn như trong lời của luật sư, còn không bằng dũng cảm một chút, nói rõ suy nghĩ thật sự của bản thân. Làm việc cũng tốt, đi học cũng tốt. Mình nghĩ mình có thể chứng minh chút gì đó cho bản thân. Cũng muốn nghe ý kiến của anh ấy. Công việc gì? Không thể nào lại về du thuyền, phải ở lại bên cạnh mình. Nhưng dáng vẻ của cậu ấy cũng đã là có chủ ý từ lâu rồi. Trước lúc tôi từng xem mấy công việc, nhưng vì học lực có hạn đều không thích hợp lắm. Đừng gửi CV lung tung cho lo sau lưng tôi. Qua phỏng vấn cậu cũng không đi được. Được, không giấu anh. Tôi nghĩ xem. Tôi xe anh về rồi nghe gì tệ nói gần đây thiệu thừa quân quá bận đều ở chung cư cạnh công ty mấy ngày nay ở nhà làm gì ngủ sớm đi.
cuối tuần dẫn cậu đi tụ tập. Ông chủ của khách sạn Hào Lệ hôm đó cũng có mặt, không phải cậu muốn làm việc à, dẫn cậu đi gặp cậu ấy. Hào Lệ, vậy mà Hào là Hào Lệ. Được, vậy tôi chuẩn bị cái gì không? Không cần chuẩn bị, đều là bạn bè, gặp mặt là được. Cảm ơn. Nếu cậu dám cười như vậy với khách trong khách sạn thì không cho cậu đi nữa. Đừng căng thẳng, tụ họp rất thoải mái. Đều là bạn bè thân quen. Cậu đi chào hỏi thông làm quen là được, cái khác không cần quản. Đây là chu lăng dạ, đây là Bạch Quy. Thầy Bạch là diễn viên, chắc cậu từng thấy trên tivi. Đây là Tân Dung, vẫn là lần đầu gặp minh tinh người thật. Chúc mừng các cậu, chào anh. Mỗi lần thấy bọn họ mặt không cảm xúc đứng ở đó nói chuyện, tôi lại chỉ cần là người thông minh chút thì nên cách bọn họ càng xa là càng tốt. Tôi tưởng anh và Châu Tổng là người yêu, cho nên mới hiểu anh ấy. Nghe nói cậu muốn đến Hào Lệ thực tập. Đúng vậy, tôi muốn tranh thủ về cơ hội làm việc. Không biết Chu tổng có thể nhìn được không? Cái giao tình của anh ấy và Thiệu tổng, đây đều là chuyện nhỏ. Hầu lẽ chắc chắn cậu có thể đi nếu công việc làm thấy thích. Đừng vì bất ngờ thứ hai, bất cứ lý do gì mà từ bỏ nó. Tuy thầy Bạch bây giờ là diễn viên rất nổi tiếng, nhưng mấy năm trước bị một số tin tức tiêu cực ép tới gần như nghỉ hưu. Lẽ nào những điều này có liên quan tới Chu Lãng Dạ? Cảm ơn, kiến nghị này rất quý giá. Từ sau đến phòng giám đốc của Hào Lệ làm việc, thời gian công việc linh hoạt, giám đốc phòng ban trực tiếp dẫn cậu. Cảm ơn Chu tổng. Cảm ơn. Tôi đã từng dùng đến bên hội đấu giá xem. Thiếu tổng hình như hơi để bụng Tân Dung, còn lên tiếng với anh về cậu ấy. Chàng trai nhỏ trông rất thông minh lẹ dương lên, có hy vọng không? Không có kịch, vô vọng. Sao anh lại khẳng định như vậy? Tôi thì cảm thấy có thể. Tôi và anh Quân đã quen biết nhau nhiều năm, tôi hay còn không hiểu anh ấy sao? Người nhà họ Thiệu đồn rằng bát tự của anh ấy khắc người thân. Vì cái chuyện ảo ma này mà anh ấy đã chịu nhiều thiệt thòi. Ngoài mặt thì thờ ơ lạnh nhạt, thực ra rất kiên kỵ,
lại thêm trước đây anh ấy già xảy ra chuyện. Tân Dung đại diện cho sự vất vả gian nan sâu thẳm nhất trong lòng anh ấy. Anh thề quân già gặp cậu ấy thì sẽ nhớ lại. Cho dù bản thân có mạnh mẽ thế nào, vẫn cần một cậu nhóc phù hợp bát tự để giúp anh ấy hóa giải nguy khó, để cho mấy lão già mê tín đó im miệng. Vì vậy ngay cả khi có chút hứng thú với cậu ấy, cuối cùng cũng sẽ không giữ cậu ấy lại bên cạnh. Mấy người các anh đúng là xấu xa. Vì một chút lòng tự tôn nhạt nhẽo mà có thể làm tổn thương người khác. Nhưng mà thử xem đến lúc đó ai sẽ là người hối hận. Mở ra xem đi. Đây là khóa học đào tạo từ xa về quản lý khách sạn của trường đại học Exeter. Cậu cũng là một trong những sinh viên của trường họ rồi. Chương trình học bắt đầu sau Giáng sinh. Bây giờ vẫn còn 1 tháng nữa. Cậu có thể chuẩn bị sách vở chuyên ngành trước, xem trước một số bài. Đại học Exeter là trường đại học xếp hạng nhất tốt nhất ở nước Anh sao? Mình nhớ lúc trước có một anh nộp hồ sơ nghiên cứu sinh ở trường này, quản lý khách sạn còn là ngành được yêu thích nhất nữa. Thiệu thừa quân, sao lại không nói không rằng mà nộp hồ sơ thay mình rồi? Mình có tư cách sao? Đây là anh đã viết đơn xin giúp tôi. Quả nhiên cậu ấy rất bất ngờ. Cũng không uổng công trời mình dành thời gian ra để tự viết đơn xin giúp cậu ấy. Tìm một đơn vị trung gian ở nước ngoài có hợp tác kinh doanh với trường đại học này. Bỏ qua giai đoạn phỏng vấn, trực tiếp nhận hạn ngạch. Đây là khóa học 1 năm, bởi vì chênh lệch múi giờ, chương trình đào tạo từ xa về cơ bản đều được dạy từ chiều đến tối. Sau này buổi sáng cậu đến Hào Lệ làm việc nửa ngày, buổi chiều trở về. Cảm ơn anh. Đừng cảm ơn nữa, không có chuyện gì to tát. Cậu thích là tốt rồi. Mặc ít quần áo thế. Lần sau mặc thêm áo len ở bên ngoài, áo sơ mi nữa đó. Không lạnh mà, mặc nhiều trông rất cồng kềnh, không có tinh thần nữa. Ngưỡng cửa Hào Lệ cao, quy định nghiêm ngặt. Ăn mặc cũng có yêu cầu của nó. Cộng thêm việc nghe nói rằng người dẫn dắt mình là một người giàu kinh nghiệm, giám đốc có năng lực, nghiệp vụ rất mạnh. Vì vậy, mình phải chú ý chi tiết, lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương. Tôi đi đây.
Khóa Tiểu Tổng có cảm giác như đang đưa con đi học không? Cậu đang nói tôi già hả? Im miệng. Sao anh lại tới rồi? Chưa ăn trưa. Không đủ thời gian. Nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn không ăn. Ăn mấy miếng bánh quy soda. Hôm nay thế nào? Hôm nay à? Cũng thật dài dằng dặc mà. Giám đốc dẫn tôi tên Thang Lộ. Là một người phụ nữ lão luyện. Từ thái độ của cô ấy tôi có thể cảm nhận được cô ấy vô cùng không muốn nhận một người cố nhét vào bên cạnh cô ấy là tôi. Nhưng dưới sức ép của lãnh đạo, cô ấy không cách nào từ chối. Công việc ở khách sạn của tôi kinh nghiệm bằng không. Giám đốc Thang căn bản không cho tôi bất kỳ thời gian thích ứng nào. Buổi sáng vừa hoàn thành ký kết liền là hội nghị hàng tháng. 10 giờ sáng, tiến hành xét duyệt tư cách đấu thầu mua vật tư. Buổi chiều là dẫn tôi đi tham quan đánh giá shop của liên kết các khách sạn. Hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Cả một ngày làm việc liên tục với cường độ cao, xém chút là mệt chết. Không ổn. Nhưng mà ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Nguyện ý chia sẻ với tôi một chút không? Tôi vừa vào liền ngơ luôn, trực tiếp mở hội nghị hàng tháng. Giám đốc Thang bảo tôi ghi chép cấp tốc. Tuy rằng phần mềm ghi chép lúc trước cũng có tiếp xúc qua, nhưng không có cơ hội thực hành. Ghi được một nửa liền theo không kịp. Buổi chiều, đi theo giám đốc tham gia hội nghị mới tham gia liên minh khách sạn. Chỉ có thể nghe đại khái thôi. Cảm giác bản thân vô tri như một học sinh tiểu học vậy. Giờ mới làm việc đều như vậy, từ từ thôi. Đưa đứa trẻ hoàn toàn sạch sẽ ra ngoài, giống là để cậu ấy học được gì đó, có một trải nghiệm mới. Không ngờ lúc đó người trở lại, đứa nhỏ giống như ăn xin vậy. Tinh lực bị hút cạn, cơm cũng không ăn được một miếng. Lúc đầu mình nói với Chu Lan dạ không cần có đối đãi đặc biệt, nhưng cũng không thể để người bị dày dò như vậy. Nếu như cảm thấy quá vất vả thì đừng cố chịu. Rồi. Gặp phải vấn đề gì rồi sao? Lúc này rồi còn không lên tiếng xin mình giúp đỡ. Gần đây cảm thấy thế nào? Theo kịp tiết tấu không? Lãnh đạo vẫn gây khó dễ cho cậu không? Vẫn ổn. Tôi có cảm giác bản thân đang từ từ tiến bộ. Giám đốc Thang vẫn là rất xem trọng năng lực cá nhân. Lỗi mà tôi phạm phải là chỉ cần không phạm lần thứ hai, cô ấy không có lý do gây khó dễ cho tôi. Không phải không để cậu tăng ca sao? Sao lại mang công việc mà nhà rồi? Tôi đã nói với cậu thế nào? Có chuyện gì? Có thể tới hỏi tôi. Đợi nửa tháng. Trời vẫn bướng như vậy. Gặp phải chuyện gì cũng đều không nói với mình.
Thiệu thừa quân, anh có thể giúp tôi được không? Cần tôi giúp gì? Hầu lễ muốn xây một nhà hàng mới kiểu Pháp, đang kêu gọi bên ngoài. Có lẽ là muốn biến nhà hàng nháp này, Pháp này thành đặc điểm đặc biệt của khách sạn. Trước khi kêu gọi có một triển lãm. Nhưng bên công trình báo giá dự tính của triển lãm sau khi tài vụ đánh giá thì không đồng ý. Phí dùng của triển lãm muốn để các bên đấu thầu tham gia chịu, nhưng đối phương không đồng ý. Chuyện này giám đốc Thang để tôi xử lý. Giám đốc Thang này là có ý gây khó dễ cho Tân Dung. Chuyện này nói dễ nghe một chút thì rèn luyện năng lực cá nhân, nói khó nghe là không muốn để cho Tân Dung tiếp tục làm trợ lý của cô ta, để cậu ấy biết khó mà lùi. Những chuyện liên quan tới sổ sách này, giám đốc Thang và trợ lý ban đầu của cô ta sẽ tất nhiên có quy trình xử lý ngầm hiểu với nhau, có thể chu toàn hai đầu. Hiện tại kẹp một Tân Dung ở giữa, giám đốc Thang chính là không nguyện ý, dứt khoát ném cho Tân Dung khiến cậu ấy khó làm. Quý dùng báo lên có bản chi tiết không? Nếu như có, cậu tăng chi phí của mỗi một lên 15% hoặc là thêm một số mục tiêu, một chi tiêu khổng để bọn họ báo lên ban đầu tư trước. Đây giống là quy trình đưa đẩy cho qua chuyện. Phía bên đầu tư chưa chắc không đồng ý chịu, nhưng phải cho bọn họ một lý do chính đáng. Hiểu chưa? Nâng giá lên cao, trên danh nghĩa có thể nói là mỗi bên chịu một nửa, nhưng trên thực tế đều chuyển cho bên kia. Bọn họ cảm thấy ngoài mặt chính đáng, giờ một mắt nhắm một mắt mở, ký tên rồi. Cuối cùng, hào lệ không bỏ một xu, hai bên đều có thể tiếp nhận. Bên phía công trình tài vụ cũng là đạo lý tương tự. Có vài chuyện nằm ngoài sổ sách, cậu đừng bị bọn họ dẫn đi. Thời gian 1 năm thật không dài. Có lẽ đều không đủ để mình trở thành một bạn đồng hành khiến Thiệu Thừa Quân cảm thấy hài lòng. Nhưng mình sẽ nỗ lực khiến trong tim Thiệu Thừa Quân để lại một vị trí thuộc về mình.